Rồi mọi người công nhận không? Không có ai mà lầy như fan tôi hết. Tôi đi hát hay rủ tôi đi nhậu không? Rồi rủ tôi đi bơi không? Nó liên quan ghê luôn á. Rồi tôi đi hát mà mọi người kêu tôi đi nhậu rồi cái cổ họng tôi ho rồi lấy gì mà hát? Rồi ai mà mướn đi hát nữa? Rồi thất nghiệp ai nuôi? Cạo quá. Mẹ. Ba mẹ nhà chưa biết tôi là cái thằng ớt ơ nào. Mẹ, có giới thiệu với ba mẹ chưa? Không. Tôi tên gì? Tôi sai bét. Họ và tên? Sinh nhật tôn tôn. Sinh ngày bao nhiêu? 12 ba mẹ chịu không? Hỏi nào mà chịu? Hôm qua á, xạo cái gì mà mới hôm qua lúc nào cũng xạo hết. Bây giờ tối nay về đi rồi hỏi ba mẹ chứ chịu thằng rồm rồm đó không, quên ra ở miền Tây. Tôi chưa phát hiện ra, tôi nghe rõ rồi, hồi nãy tôi còn cười cười đúng không, tôi nghe rõ rồi. Tôi mơ đi vậy.